nhiều bộ phim đã làm về ông. Nhiều cuốn sách đã viết về ông. Và rất nhiều bức ảnh, bức tượng đã khắc họa ông. Trong lòng công chúng, hình ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp thường gắn với những người lính, với chiến trận, với những sự kiện lịch sử của đất nước. Hiếm được thấy ông trong những bối cảnh dung dị, đời thường. Gần 30 năm cầm máy, tôi vẫn luôn ao ước làm sao có thể khắc họa được chân dung Đại tướng ở những góc thật riêng tư, và ở đó phải chăng ta có thể cảm nhận về Đại tướng với một tinh thần khác. Chính Đại tướng đã giúp tôi thực hiện điều mong đợi. Đầu những năm 90 của thế kỷ trước, cơ quan chủ quản là báo Quân đội Nhân dân cử tôi được tiếp cận Đại tướng bởi một vài sự kiện. Vị thế của tờ báo, tinh thần làm việc của tôi đã dần thuyết phục Đại tướng. Ông cho tôi thêm một vài cơ hội. Tôi biết mình đã may mắn hơn rất nhiều đồng nghiệp. Tôi là một cái tay mái cũng không là giỏi giang gì. Ở góc độ nào đó thì tôi cố gắng tìm hiểu. Khi tiếp cận với Đại tướng Giáp thì tôi chụp có thể là 5 kiểu, 10 kiểu, 5 cuộn. Thì tôi luôn luôn cảm thấy như là Đại tướng đang nằm ngoài khuôn hình của tôi. Và tôi đi Điện Biên Phủ tôi chụp 58 cuộn phim. Và khi tôi về đến Hà Nội tôi cũng cảm thấy như là đang nằm ngoài khuôn hình của tôi. Có nghĩa là những cái gì tôi ao ước nó chưa vào trong máy ảnh của tôi. Đại tướng là một nguyên mẫu đặc biệt, một đối tượng phản ánh đặc biệt. Bởi trước hết, ông là một nhân vật của lịch sử, của dân tộc. Gần ông, ta cảm nhận được những phẩm chất của một con người vĩ đại nhưng thật gần gũi. Chiều sâu tư tưởng, tâm hồn của một con người như vậy làm sao có thể ghi chép lại được qua những lần chớp máy, nhất là với tôi, một phóng viên vốn chỉ quen chụp ảnh thời sự. Mùa đông năm 1994, tôi được theo Đại tướng lên thăm lại khu rừng Trần Hưng Đạo, một di tích gắn với sự kiện thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Cái lạnh thấu xương của núi rừng Việt Bắc dường như đã giúp Đại tướng nhớ rõ hơn về những kỷ niệm trong những năm đầu của cuộc kháng chiến gian khổ. Tôi đã có được những tấm hình khá ưng ý về Đại tướng. Ông như trẻ lại trong sự đón chào của đồng bào, chiến sĩ nơi chiến khu xưa. Năm 1944, Đại tướng mới 33 tuổi. Nhiều chục năm đã trôi qua, bao nhiêu vật đổi, sao rời, những dấu vết của khu căn cứ địa cũng dần khuất lấp. Nhưng cảnh vật, con người vẫn nguyên nét cũ. Hình ảnh với những năm tháng cách mạng còn trứng nước trong sự che chở, đùm bọc của đồng bào vẫn luôn tươi rói. Tôi bắt gặp nhiều giây phút, khuôn mặt Đại tướng đượm vẻ bồi hồi, xao xuyến, nhưng không chụp được ảnh bởi chính sự khước từ của ông. Tôi cảm thấy có một cái khoảng cách lớn nhất đối với chụp Đại tướng là ông là một sĩ quan, đúng nghĩa một sĩ quan. Vì thế cho nên nhất nhất trong mọi cái hoạt động của ông mà để cho mọi người ghi hình ảnh là thường ở trong bộ quân phục Đại tướng và ở trong tư thế của người chiến sĩ. Vì thế nên bao giờ nó cứ chững chạc theo kiểu nhà binh. Thì cái đó là một cái cản trở đối với tôi khi tiếp cận với nội tâm của Đại tướng. Đối với nhiếp ảnh thì đấy là một cản trở. Tôi rất muốn chụp những cái sinh hoạt đời thường, những cái gần gũi nhất với mọi tầng lớp. Và cái đó diễn ra bao giờ ở trong bộ quân phục Đại tướng rất là chững chạc. Tôi muốn thoát cho cái đó. Và bao nhiêu lần tôi được tiếp cận và để chụp những cái theo ý tôi mong muốn thì đều bị Đại tướng nạt theo kiểu Quảng Bình, tức là mắng.
cầu không được chụp trong tư thế này vì chúng ta là sĩ quan quân đội. Nhưng rồi chính mùa đông Việt Bắc đã giúp tôi. Đại tướng trong trang phục đồng bào dân tộc. Đại tướng ngồi thiền. Không còn bị câu thúc trong bộ quân phục, hình đại tướng đã toát lên một thần thái khác. Tôi có thêm những bức ảnh rất thích trong chuyến đi này. Nghĩa trang liệt sĩ Điện Biên Phủ, hàng ngàn người lính hy sinh tại thung lũng Mường Thanh và một số mặt trận khác yên nghỉ ở đây. Họ ngã xuống ngay trước ngày kết thúc của kháng chiến 9 năm, kết thúc cuộc viễn chinh của người Pháp tại Việt Nam. Họ đều là các cán bộ chiến sĩ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Đại tướng trở lại chiến trường cũ, thăm lại tất cả. Nhưng chủ yếu, như Đại tướng nói, ông đến với những người lính đã nằm lại ở đất này. Mường Phăng, nơi nối tiếp chuyến đi của Đại tướng nhân ngày kỷ niệm. Đã rất lâu, dân bản Mường Phăng mới có một ngày vui như hôm nay. Vóc dáng đại tướng luôn hòa vào đám đông trong lòng ngưỡng mộ của dân chúng. Nửa thế kỷ Mường Phăng im tiếng súng, các thế hệ sau kháng chiến chống Pháp đã sinh ra lớn lên. Đại tướng trở lại thăm căn hầm cũ, nơi đặt sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ. Người dân địa phương gọi rừng Mường Phăng là rừng đại tướng. Tôi đã chụp 58 cuộn phim trong chuyến đi theo đại tướng lên Điện Biên. Càng về sau, tôi càng thấy những dịp may thật hiếm hoi. Ngôi nhà của đại tướng ở số 30 đường Hoàng Diệu, một địa chỉ quen thuộc đối với các tổ chức, đoàn thể, các tầng lớp quần chúng và bạn bè quốc tế. Ngôi nhà luôn ấm áp bởi những cuộc viếng thăm của mọi người. Sau nhiều năm chụp ảnh đại tướng, tôi ngẫm thấy một bức chân dung thành công về một con người vốn được cả cộng đồng quan tâm, yêu mến và kính phục thì không nhất thiết phải tuân thủ lối ảnh chân dung truyền thống là chỉ mô tả, khắc họa những nét cá biệt của người ấy. Hình ảnh đại tướng sẽ đầy đủ hơn, sinh động hơn, nhiều sắc thái biểu cảm hơn khi gắn liền với hình ảnh của bạn bè, người thân, của đồng bào, đồng chí. Thời gian cùng với những chuyến đi đã khiến cho bộ ảnh về đại tướng ngày càng phong phú. Trong quá trình tác nghiệp, dù cảm hứng sáng tác luôn nảy sinh, nhưng tôi vẫn kìm lòng và tự nhủ. Trước hết, phải hoàn thành nhiệm vụ, phải thực hiện đúng bút pháp thời sự của một phóng viên. Khi tôi tác nghiệp, tôi không có phân biệt gì nghệ thuật hay báo chí hay bất kỳ cái gì, mà tôi chỉ bằng những cái gì tôi cảm nhận được và những cái gì tôi tư duy được. Ở đối tượng ấy, ở con người ấy, hoặc ở hoàn cảnh, bối cảnh ấy, tôi muốn chụp cái gì là tôi đã có sự tư duy của tôi và tôi cứ chụp. Chứ tôi không phân biệt
trong tôi không bao giờ phân biệt là nghệ thuật hay báo chí hay bất kỳ cái gì, mà tôi chỉ tâm niệm một điều là làm sao ảnh của tôi giúp được một cái gì đó, một cái góc nhìn nào đó cho rất nhiều đối tượng khi mà tiếp cận với ảnh của tôi. Và tôi nghĩ rằng một cái ảnh tốt theo tôi là một cái ảnh được nhiều người thích, người ta xem người ta cảm thấy cuộc đời của họ có sự can dự trong cuộc đời của họ trong bức ảnh của tôi. Vậy là tôi đã quyết định hy sinh những cơ hội sáng tạo nghệ thuật để tập trung vào phong cách thời sự. Là một vị tướng, đồng thời là một nhà văn hóa uyên bác và lịch lãm, đại tướng đã hiểu và bằng mọi cách ông luôn tạo điều kiện để bù đắp thiệt thòi cho tôi. Bạn bè trong giới sáng tác cũng luôn luôn chia sẻ, động viên tôi làm tốt công việc của mình. Đây là một công trình kéo dài hàng chục năm như vậy mà anh đã sưu tầm được cho đất nước, cho lịch sử những tấm ảnh không bao giờ có lại. Đây là những tư liệu quý cho cả dân tộc mình. Và với cái khả năng nhiếp ảnh của anh thì anh đã thể hiện được một người con lớn của dân tộc một cách hùng hồn, mạnh mẽ và có tình cảm rất là sâu đậm. Chuyến đi theo đại tướng về thăm quê bác, thêm một lần tôi cảm nhận được tình cảm của ông với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây không còn là một cuộc hành hương bình thường nữa. Trước vong linh bác, đại tướng không giấu nổi cảm xúc của mình. Thế hệ những đảng viên cộng sản đầu tiên, những người đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam từ ngày trứng nước, giờ đây chỉ còn mình ông. Ảnh đại tướng bên tượng Bác Hồ đang đọc sách, tôi chụp trong một nỗi lòng rất khó tả. Đi khắp mọi miền đất nước, trên mọi chiến trường, nhưng mà không phải vì thế mà cái tình cảm đối với quê hương kém sâu đậm. Ra đi trên cái bờ sông Kiến Giang và làm sao mà quên được cái cảnh sông núi hiền từ và hùng vĩ. Quê hương gia đình là có thể là chung đúc lên cái nhân cách của tôi mà quyết định cái con đường đi của tôi. Mùa hè năm 2004, đại tướng về thăm quê Lệ Thủy, Quảng Bình. Đại tướng gặp lại bạn cũ. Đại tướng với các cháu thiếu nhi. Đại tướng trồng cây lưu niệm. Đại tướng viếng nghĩa trang liệt sĩ huyện Lệ Thủy. Đại tướng và phu nhân trong phút tưởng niệm. Đại tướng trước bàn thờ tổ tiên trong ngôi nhà cũ. Vẫn thành tâm, thiêng liêng như mọi lần. Gần 20 năm được may mắn theo đại tướng, những chiếc máy ảnh, phương tiện nghiệp đời của tôi đã làm việc không mệt mỏi, không ngừng nghỉ. Trong tay tôi đã có hơn 1.500 kiểu phim nhựa màu và đen trắng ưng ý chụp đại tướng. Tôi không dám coi đó là tài sản của riêng tôi,
và hà cớ gì tôi lại không chia sẻ niềm vui với mọi người. Tôi với tư cách là người cầm máy được may mắn ghi lại những hình ảnh rất là bình thường, không trau chuột không gì cả, thì nhân dịp này đại tướng Võ Nguyên Giáp mừng đại thọ 95 tuổi, thì tôi muốn trưng bày cái ảnh ấy để cho mọi người ít nhất một lần có thể là được nhìn qua đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tuy nhiên đấy là bằng ảnh, nhưng dù sao thì tôi cũng cảm thấy làm một cái việc nhỏ nhỏ là ý muốn của nhiều người. Vâng, mong muốn của nhiều người là có được một lần gặp vị tướng tài danh đức độ. Ý tưởng của tôi được tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình, Hội đồng Hương Quảng Bình tại Hà Nội rất hoan nghênh. Chúng tôi cùng lựa trong bộ ảnh về đại tướng được 95 bức để giới thiệu với mọi người. Ngày 6 tháng 9 năm 2006, triển lãm ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp những lần tôi được gặp đã khai trương tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Bức ảnh, con số tượng trưng cho 95 năm, 95 mùa xuân, ghi dấu tuổi thứ 95 của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Rất đông các tầng lớp công chúng ở Đồng Hới, Quảng Bình, những người dân làng và bà con của Đại tướng từ thôn An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy đã có mặt. Mọi người đến để ngắm nhìn Đại tướng, để được tự hào về một người con của quê hương và để tìm thấy những giao cảm của Đại tướng với chính mình qua ảnh. Tôi đã nhận được rất nhiều lời chúc mừng của mọi người. Tôi chúc mừng Đại tá Trần Hồng và cũng cảm ơn anh ấy. Và những cái tấm ảnh của anh ấy thì đã nói lên tấm lòng anh ấy một cách đầy đủ. Có lẽ là hơn bất kỳ lời nào, cho nên tôi cũng không muốn thêm lời nào. Một điểm nữa mà tôi muốn nói là tôi rất xúc động vì tấm lòng của quê hương đối với lại cha tôi. Chúng tôi nghĩ rằng đây là cái tâm huyết của nghệ sĩ Trần Hồng đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, và cũng như tình cảm của cán bộ và nhân dân Quảng Bình đối với Đại tướng đại thọ 95 tuổi. Qua cái phong cách này thì chúng tôi thấy rằng là cái phong ảnh này thì chúng tôi thấy rằng là đây là cái tâm huyết và cũng như cái tình cảm của tác giả Trần Hồng. Thế nhưng mà bên cạnh đó thì phải nói rằng là qua cái phong ảnh này chúng tôi hiểu được đằng sau cái quân hàm đại tướng, một vị tổng tư lệnh tối cao của quân đội nhân dân Việt Nam, thì đó là những hình ảnh về đời thường, những hình ảnh hết sức dung dị và thủy chung của một người con quê hương Quảng Bình luôn là đau đáu với quê hương, với gia đình. Phần thưởng lớn nhất tôi có được chính là sự quan tâm và đồng cảm của mọi người với những bức ảnh tôi đã chụp. Lợi thế của tôi bắt nguồn từ sự ưu ái của mọi người, bởi hết thảy chúng ta đều ngưỡng mộ và yêu quý đại tướng. Bức ảnh, một góc nhìn khác về đại tướng mà tôi muốn giới thiệu với mọi người. Bức ảnh, một tổng kết nhỏ bằng ảnh của tôi về cuộc đời đại tướng. Tôi đã khắc họa được chân dung đại tướng trong nhiều trạng thái, nhiều bối cảnh. Đại tướng với các cháu trong câu lạc bộ tình thương, đại tướng khóc khi gặp lại bạn cũ, vân vân. Và tôi nghĩ là mình đã gắng sức làm được một việc thay cho nhiều đồng nghiệp. Tôi nghĩ đây là những cái giây phút, đây là một cái cơ duyên của một đời cầm máy mà cẩu lính như đại tá Trần Hồng. Không phải ai cũng được có cái duyên đấy. Anh gần như là một cái phóng viên đặc biệt được vào ra với đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ngoài những cái việc hoạt động như chính khách, như trở lại chiến trường xưa, thì có những sinh hoạt rất đời thường của đại tướng được đưa vào ống kính của đại tá nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Hồng với những cái bằng một cái cảm xúc, bằng một rung động. Thì tôi nghĩ không nghĩ là bằng kỹ thuật, bằng cái cảm xúc, bằng cái rung động và bằng một sự kính trọng đối với nhân cách cao cả như đại tướng. Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng như những người cộng sản Việt Nam chân chính khác
Nếu cả cuộc đời họ luôn vì dân, vì nước, thì hình ảnh họ luôn trong trái tim chúng ta. Món quà nhỏ của tôi tặng đại tướng ngày đại thọ, xin cũng được coi là lời tâm sự gửi tới mọi người.